chứ chẳng ghét cả các bạn. Hiện tại thì mình đang ở nhà bạn Maria và mình với bạn Maria hôm nay là sẽ đi chặt gỗ, chặt cây gỗ để về rào ruộng rau. Bạn ấy đang chuẩn bị đi lấy cái gì mới được, mình đã dặn bạn ấy là đi theo cầm một con dao. Hiện tại thì hố ở ruộng rau thì bạn ấy cũng đã đào xong. Còn đây là dàn su su của các bạn ở sông suối này. Thì hiện tại là cũng có khán giả là cũng đã bảo mình là phải làm ở cái phần sân giếng. Làm trong cái phần sân giếng thì sân giếng nó rất là rộng, tre thì nó rất là yếu, tre bên này nó không như ở quê, tại vì là tre nó rất là yếu, mình sử dụng tre mà dài thì nó sẽ sau này nó rất dễ bị gãy. Mà cái lá của nó sau này cái cận của su su ấy đến cái mùa khô hanh là bắt đầu nó sẽ bị chết chà thì nó sẽ rụng xuống giếng và nó rất là bẩn. Mới cả giếng thì lúc nào cũng phải có lắng để nó khô thì sân giếng lúc nào nó cũng sẽ sạch. Tại là khán giả bảo tại sao mà Tony Phong lại phải làm dàn su su ở xa thế này, là mình cũng có đã ý định là làm ở sân giếng nhưng mà nó rụng lá mới cả nó dâm quá, lúc nào cũng có nước ở sân giếng thì sau này nó sẽ mọc rêu và rất là bẩn. Lê va lên nè. À, ra để xa compa mai. À, bây giờ là mình sẽ cùng bạn Maria đi ra kia để đi chặt gỗ. Pure pa vai la. Còn trước mặt mình là một bác ở gần nhà bác Sô Bà đang chuyển gạch vào. Mai. Mai trabaja mucho. Còn bây giờ mình sẽ đi thẳng ra kia cùng với bạn Maria để đi chặt cây gỗ để chuẩn bị làm ra làm cây rào chắn. Đàn gà con. Không biết là của nhà ai nhiều. Vai frente o primeiro, muito pau. Hiện tại là hố của bạn ấy cũng đã cuốc xong hết rồi. Độ sâu như là cũng vừa đủ. Nên là chôn cọc là không đổ rồi. Tất cả những cái cọc này rất là sâu. Nên là tương đối rồi. Nên chôn cọc là ok rồi. Còn bây giờ mình với bạn ấy là sẽ đi ra kia và để chặt cái gỗ. Mùa này là nó chưa có mưa nên là cây cối nó khô cằn, nhìn rất là hoang sơ. À, phần đằng trước này thì hiện tại là người dân cũng đã phạt cỏ hết rồi nên là cái cây gỗ nó đổ xuống nó vẫn chưa khô hẳn thì chặt cũng rất là dễ. Nhưng mà mình sẽ đứng xa tại vì là ở đây có rất là nhiều cây ngứa, mình không thể vào được. Mình sẽ hướng dẫn bạn ấy lấy cây nào, gỗ nào thôi, không cần cây to, chỉ cần cây vừa thôi. Xin bông ai gì? Así cayó bue, pude tirar. Mucho grande y no pude porque ven cansado. Normal, normal, bon. Pequeño, no. Mai cuidado, qué cuto, ¿eh? Después haré mucho. Mình sẽ đi lên phần trên này để xem là nếu có cây gỗ nhỏ hơn. Chỗ này là rất nhiều cây ngứa, còn phần trên này nó ít thì mình sẽ bảo bạn lên trên này chặt. Aquí tengo una pausa pasa como xong aquí mucho bông á. Chỗ trên này có một cây rất là đẹp. Chỗ nào cũng rất là nhiều cây ngứa. Đều giống nhau cả. Không có chỗ nào là không có cây ngứa, chỗ này đều có hết. Chặt nó khô mà nó có như này là rất là nguy hiểm.
Cũng có khán giả bảo hôm vừa rồi bạn đào hố là do tại sao mà bạn lại phải dùng cái con dao kia để làm, là vì lý do là cuốc mấy búa chim là các bạn trên kia là các bạn đang làm nhà nên là rất là bận, nên là không thể nào mà lấy đi được, nếu lấy đi thì mọi người trên kia sẽ không có đồ để làm, nên là bạn ấy phải dùng cái con dao bạn đào, tại vì hố nó rất là bé, dùng dao cũng rất là dễ đào, chứ không nhất thiết là cứ phải có búa chim hoặc là những cái đồ kia. Hiện tại thì bạn Maria bắt đầu là rào vườn rau vào rồi. Bạn cũng đã chặt đủ cái cây gỗ để cắm cọc ở đây rồi. Thì bây giờ bạn ấy sẽ dùng tre để rào. Tạm thời thì là chỗ này bạn ấy sẽ rào tạm mà thôi, để mọi người đi qua đây là biết là đã có chủ, là người ta cũng đã rào cẩn thận vào. Thì là sau này sẽ rau nó sẽ không bị mất mát gì cả. Ok. No, después fesa. Dây là bạn ấy sử dụng dây vải. Tại vì là buộc dây vải nó rất là bền, còn dây sắt thì cũng chỉ được một vụ thôi. Dây sắt thì các bạn vừa mua vừa phải mất tiền. Còn hiện tại đây là bạn cháu Felanda là cũng ra đây để tham gia vào công việc cùng với bạn Maria là sẽ buộc Esino Levanta. Tira. Esino tomo. Sentado. No. Tại vì là cái thanh tre này không được thẳng, mê cái chỗ thì cây gỗ nó thấp và dịch lên trên kia thì cây gỗ nó đều hơn, phần dưới này thì cây gỗ nó rất là ngắn, cây gỗ nó rất là ngắn nên là bạn ấy sử dụng nó khi buộc vào nó rất là xấu, nhưng mà như vậy là cũng ổn rồi thì mọi người sẽ có ý thức hơn. Tầng trên này cọc của các bạn ấy rất là cao. Mấy có 3 4 ngày hôm nay là có thời tiết rất là hanh. Chắc là cũng chuẩn bị mưa nên thời tiết rất là hanh và khô. Hiện tại thì là rau này là rau nó đã già rồi các bạn nhé. Toàn bộ là cũng đã già và không sử dụng được nữa, không bán được nữa và các bạn ấy không kịp ăn hết nên là nó đã cố hoa. Hiện tại là trước mắt là mấy hôm nữa sẽ phá đi và cuốc lên phơi. Đợi khoảng tầm 2 tuần nữa thì là rau các bạn mới gieo thì nó lên thì bắt đầu là các bạn bắt đầu là trồng. Sì. Aquí tengo flores, fruta, cimenti, sì. Ayuda que María levanta o tu lado. No am ha levanta so. Sí. Aí depois aumentar mais uma. Aí. Lên bay xuống giá tá bông. Ừ. Tá bông lên bay xuống tá bông. Esse pau levantar. A bambu levantar. Công việc của các bạn ấy hôm nay là sẽ rào vườn rau vào. Cũng phải mất 2 hôm hôm qua hôm nay. Bà xa hả? Thì hôm nay là các bạn mới rào được tại vì là bạn Maria cũng rất là bận ở trên nhà. Hiện tại là công việc của bạn cũng đã trên nhà cũng đã gần như là xong.
Thì bây giờ bạn ấy xuống bạn rào rào rau và là sẽ cuốc hết khu đất này và sẽ để phơi đất khoảng tầm 2 tuần, bắt đầu là đợi rau nó lên thì các bạn bắt đầu mới gieo. À, đợt này thì rau các bạn ấy gieo lên là để trồng, là cả bạn Masinu nữa bạn cũng trồng. Ở bên mặt bên kia cũng nhà bạn cũng có mấy luống. Bạn Maria mà chịu khó chăm toàn bộ hết khu thì thôi là cũng ra rất là nhiều tiền. Hiện tại là bây giờ mình sẽ để bạn Maria làm, còn đâu là mình phải tạm biệt bạn Maria rồi. Mình sẽ phải về trên nhà và hẹn gặp lại bạn Maria ngày mai. Còn hiện tại mọi người hãy cho mình được kết thúc video. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của Tô Lê Phong Cuộc Sống Châu Phi. Hiện tại bạn Maria sẽ tiếp tục và làm công việc là sẽ rào hết toàn bộ cái khu và để vụ tới này các bạn sẽ lại trồng rau tiếp. Maria, bye bye. Bye bye Tô Lê Phong. Ok. Phelanda. Cháu Phelanda đi ra kia suối nghịch rồi. Phelanda. Đợt này là vụ này là chỉ có bạn Maria và bạn Gia thôi. Là hai người cũng rất là vui. Các bạn rất là khí thế trong công việc là trồng rau. Mama, Simbata đứng mai. Sim. Bebê tá, tá no sol. Também tem mais ali. Vem mãe.